Bất động sản tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang đón nhận tín hiệu tích cực. Một số dự án lớn được phát triển tại đây đã và đang làm thay đổi cảnh quan, bộ mặt đô thị của tỉnh này. Trong đó, dự án khu đô thị phức hợp cảnh quan Cát Tường Phú Hưng do tập đoàn Địa ốc Cát Tường làm chủ đầu tư trở thành địa điểm thu hút các nhà đầu tư với giá đất nền gần 15 triệu đồng một mét vuông. Là dự án khu đô thị phức hợp cảnh quan nổi bật nhất cửa ngõ phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, Cát Tường Phú Hưng sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Cát Tường Phú Hưng được quy hoạch đồng bộ với quy mô tổng thể dự án lên đến 92,7 ha, tổng vốn đầu tư là 70 triệu đô la. Khu đô thị phức hợp cảnh quan Cát Tường Phú Hưng là dự án khu đô thị phức hợp cảnh quan đầu tiên tại Bình Phước, đã dành gần 50% diện tích phát triển cảnh quan và tiện ích cộng đồng. Dự án này còn sở hữu hàng loạt tiện ích độc đáo khác như đại lộ danh nhân, quảng trường ánh sáng, công viên thế giới điện ảnh Django, công viên thế giới di sản kiến trúc The Destina và hệ thống trường học, bệnh viện, các tiện ích hiện đại đi kèm đã mang lại cuộc sống tiện nghi cho cư dân nơi đây. Trong đợt mở bán lần này, đất nền của dự án được bán với giá chỉ từ gần 15 triệu đồng trên một mét vuông. Hiện tiến độ thi công đã hoàn thiện được hơn 85%, dự kiến trong năm nay sẽ hoàn thiện toàn bộ hạ tầng dự án.